Cái bọc này là để làm ổi gì đó phải không chị? À, bao 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 giờ cái ổi tưởng nó còn Ừ. nhỏ hả chú? Dạ. Dạ. Để nó khỏi sâu này kia hết chị ha. Bảo vệ cái ổi cho nó đẹp. Dạ. Thì Mỹ kỳ này sao, thấy sức khỏe làm sao con? Dạ, sức khỏe con cũng ổn chứ ạ. À, cũng ổn hơn ha. Dạ. Lần nào xuống chú cũng muốn coi cái tay của con ha, chú Dạ. cho chú coi. Nó thì nó cũng có vẻ như càng ngày nó cũng càng bự thêm phải không ha? Dạ đúng rồi chú. Càng ngày nó càng bự vì lý do là chích nhiều phải không con? Dạ. Con ngửa ra chú coi. Nó thâm luôn. Dạ. Vậy là cắt một ngày là đi đi một ngày con ha. Dạ Cắt đúng rồi cắt chú. ngày đi một ngày. Dạ. Rồi còn cái vấn đề mà ghép thận đó thì là bây giờ tình trạng nó như thế nào? Dạ ghép thận thì ngày mai là thứ sáu này cha con sẽ đi lên trên chị con rồi lấy nước tiểu, xong rồi tới bữa thứ hai hoặc là thứ ba thì sẽ đem cái kết quả của nước tiểu đó, đem nước tiểu đó vô bệnh viện để cho người ta xét nghiệm lần nữa chứ. Vậy là Dạ hổm giờ thì tất cả được bao nhiêu lần rồi? dạ cũng nhiều lần rồi đó chú. Cũng gần gần cả chục rồi ạ. À, Dạ vậy là khoảng phải 8 9 lần vậy. gần cả chục lần rồi mà vẫn chưa có xong đó ha. Dạ. Có nghĩa là do người ta bên cạnh đó thì người ta cũng điều trị một số bệnh lý bên ba thì mới mới vậy đúng không con? Dạ. Điều trị một số bệnh lý bên ba thì chờ cái thời điểm mà phù hợp nhất thì người ta mới làm đúng không con? Theo chú Dạ. nghĩ là vậy đúng không? Dạ đúng rồi chú. Tại vì bác sĩ cũng có nói với con là cái phần ghép thận này là phải tốn một thời gian để chữa thật sự là khỏe mạnh. Hai người thật sự khỏe mạnh mới là ghép cho nhau được. À, những người mà con có đi lên bệnh viện thì có ngồi gần mấy cô chú cũng có chia sẻ là ghép rồi, mấy cô chú ghép rồi có nói là cũng phải đợi thời gian cũng hơi lâu. Dạ. Rồi, chú hiểu rồi, có nghĩa là chờ khi mà thuận lợi cả đôi bên và anh thấy nó phù hợp nhất Dạ. thì mới tiến hành ha. Dạ đúng rồi chú. À, nôn đúng rồi, phải nôn chứ, bởi vì thời gian mà ai mà không dậy. Nghe cô điều dưỡng cô Hạnh điều dưỡng hết rễ điện cái mừng mà mừng lính quýnh mừng muốn khóc luôn. Dạ. Mừng quá mừng. Thì bởi vậy. Tới chiều mà nói mẹ ơi sao con lân lân con vui quá mừng quá. Tuy À, mặc dầu chưa biết kết quả chắc chắn nhưng mà nghe bệnh viện điện là mừng. nếu mà một ngày nào đó đó mà ghép thành công, con khỏe mạnh xong rồi đó Dạ. thì cái việc học trở lại, đi học trở lại thì có được không con? Dạ con nghĩ sẽ là được. À, Dạ. à, Con cũng muốn học lại. đúng rồi, Dạ. nhưng mà đại khái là cái điều đó thì do nhà trường tạo điều kiện cho con hay là theo cái quy chế vẫn có thể không, và nghỉ một thời gian rồi bây giờ trở lại vẫn có thể? Dạ chắc cũng không được chắc con cũng không 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 biết được nữa chú ơi, tại vì lúc lúc trước thì con có bảo lưu nhưng mà bây giờ thì hết bảo lưu được rồi chứ. Dạ con cũng nghỉ lâu quá rồi. Dạ, cũng gần 5 năm rồi. Nhưng mà là tất cả vẫn có thể du di nếu mà mình có lý do cụ thể đúng không con? Ví dụ như đau bệnh thì đâu có ai muốn, ví dụ như vậy ha. Dạ. Con cũng hy vọng được đi học lại. Hồi đó con học vậy thì bên cái tiếng Anh con có con thấy con dạy tiếng Anh vậy thì con bên tiếng Anh con thuộc hạng nào? Hạng khá hay là hạng giỏi hay là Con không dám nhận giỏi thôi chứ chỉ à tạm tạm thôi tạm tạm hả? chứ hồi đó con hồi cấp 3 thì tiếng Anh thì con cũng có 7 chấm mấy hả nhưng mà tại vì con thích cho nên đeo theo học. Dạ. Con có thể giới thiệu về bản thân mình bằng tiếng Anh để cho cô chú nghe được không? Một số cô chú ở nước ngoài thì rất là theo chú nghĩ là người ta rất là hoan nghênh cái điều này. Dạ con nói nhưng mà
cô chú đừng có cười con nha, tại vì lâu rồi con chưa có giao tiếp, con chưa có nói được nhiều được. Còn ví dụ như con đi dạy thì nó cũng nằm trong cái khuôn khổ đó đúng không con? Chứ nó dạ. không có rộng ra đúng không con? Dạ, tại vì con đi dạy thì lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì cái chương trình nó không có rộng quá. À, nó không có rộng, đúng rồi. Dạ. Nằm trong khuôn khổ, ví dụ chẳng hạn như là trong phạm vi đó đúng không con? Dạ. Ví dụ như chương trình lớp 1 thì mẫu giáo thì nó nằm trong phạm vi 10 độ lại, ví dụ chẳng hạn vậy dạ, ha. Đúng rồi. Thôi có sao con cứ thể hiện vậy đi. Vậy bây giờ con bắt đầu giới thiệu nha chú. Mọi người đừng có cười con nha. Trời ơi, sợ mọi người, sợ con nói xong rồi mà người ta khóc chứ còn cười thì sợ gì. Dạ. Đó con thấy như mẹ dạy kìa, mẹ. Thì chị dạy làm sao chào, nói làm sao chị? Trước hết con phải gửi lời chào cô chú Mạnh Thường Quân. Đúng rồi. Con gửi lời thăm sức khỏe. Bà chú, con cộng đồng này kia ha. Cộng đồng từ dạ. trong và ngoài nước. Thì I love you này kia. Rồi, nói, rồi chào đi con, nói đi con. Dạ. Hello everybody. My name's Diễm Mỹ. I am 27 years old. I used to be a college student at Cantor University. But 4 years ago, my kidney got a trouble. So I decided to come back home for the treatment. I had to go to the hospital for every Monday, Wednesday, and Friday for my whole life. But recently, thanks for Mr. Trung Vĩ and everybody, I take a chance to take an operation for next few months. It's so grateful for your help and your great heart. Thank you so much. I promise I will be fine and live a great life forever. Yeah, right. Hello, good morning. Good morning. Cảm ơn con. Nói chung là chú thì chú không có giấu gì con, là không có phải tự hào về chú, nhưng mà thật sự mà nói là chú thất học sớm. Chú hồi đó chú không có được như cái điều kiện của cái thời điểm xã hội bây giờ. Hồi đó là chú bỏ học rất là sớm để lo cho gia đình đó, để mà đi làm nương làm rẫy này kia đó, cho nên là chú thấy bây giờ thấy xã hội nó phát triển thì đặc biệt nữa chú cũng thích tiếng Anh lắm, nhưng mà có một cái là hồi đó không được đi học, mà sau này nữa thì là cơm áo gạo tiền đủ thứ, cho nên là chú không có được học, nên thấy con nói vậy là chú thích lắm. Thời gian thì nó không có quay trở lại. Nhưng mà chắc trong câu là con cũng có nói sai gì rồi đó chú. Không có sao không? Nói chung là mình có sao thì mình thể hiện vậy thôi chứ không có gì cả. Vậy con có nghĩa là con biết con nói sai hay là nói chưa có chuẩn? Dạ, cái giọng chưa có chuẩn. À, chắc là ngữ pháp cũng hơi sai. Ngữ pháp cũng có sai chút ha. Dạ. Nhưng mà nó chú thấy tốt là tốt ở cái chỗ là con nhận ra được cái điều mà chưa tốt ở con. Dạ. Thì chắc chắn là con sẽ còn phát triển hơn như vậy nữa. Dạ, cảm ơn chú. Đúng rồi. Khi mình nhận ra điều đó, bởi vì khi mình nhận ra điều gì đó mà chưa tốt về mình thì chắc chắn là mình sẽ sửa được. Sợ là không nhận ra đó. Con chỉ sợ là cô chú nghe không được thôi. Đó thưa quý vị, cô chú và anh chị thân mến. Diễm Mỹ là một sinh viên của Đại học Cần Thơ con ha. Dạ, đúng rồi. Năm năm cuối con ha. Dạ. Thì không may đã bị vướng phải căn bệnh suy thận, nên phải nghỉ học giữa chừng để về điều trị. Và đặc biệt nữa là có thời điểm thì khi Tuấn Vĩ gặp cháu lần đầu đó, thì Tuấn Vĩ thấy tinh thần của cháu rất là bi quan. Và nhìn cái bộ dạng cũng vậy, nó rất là bi quan. Nhưng mà sau khi được sự mà quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là của các Mạnh Thường Quân, thì
thì tinh thần rồi cho đến sức khỏe rồi mọi thứ nó tốt hơn con ha. Con có thấy điều đó nó tốt hơn nhiều nhiều không Dạ đúng rồi chú, con? con nhận được nhiều sự giúp đỡ rồi, an ủi động viên của cô chú gọi rồi nhắn tin hỏi thăm con rồi còn gửi quà cho con nữa. Thật sự là con chưa có nghĩ đến điều đó bao giờ, con cũng bất ngờ lắm rồi, cảm thấy hạnh phúc lắm chú ơi. Ít ra mình cũng nhận được sự quan tâm của rất là nhiều người. Rồi như trong thời gian qua là con thấy đó, là kể cả là những cuộc gọi mà gọi tới chú mà chú chuyển cho Mỹ coi đó, Mỹ viện Mỹ nghe đó, là có ba bốn người là tình nguyện cho con thận để con ghép thận, con thấy không? Họ nói một cách rất là chân tình, chứ không phải là chuyện chơi. Và Tuấn Vĩ cũng nói với họ là cái điều này thì rất là ghi nhận cái tấm lòng, nhưng mà thật sự mà để mà nhận được cái trái thận đó thì là đôi khi còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề, đặc biệt nữa là cái sự cho không không cho phép của bên ngành y, bây giờ họ không có lấy thận của người ngoài, đúng không Dạ đúng rồi chú. con? Đó, cho nên là cái điều đó rất là quý, khi mà mọi người đã có ngỏ lời muốn cho thận đó, thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi thật sự mà nói là con biết có nhiều người, rất là nhiều 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 luôn, là nhiều người có gọi cho chú cũng có những cái hoàn cảnh khó khăn rồi bệnh tật này kia, nhưng mà để mà nói được cái sự đón nhận, như được được cái sự hỗ trợ giống như là họ hỗ trợ cho con, là một cái điều là hạnh phúc lắm á, hiếm lắm á con. Nên là cũng có thể là vì cái điều đó cho nên là khiến cho cái tinh thần của con rồi mọi thứ nó tốt hơn con ha. Dạ con cảm thấy biết ơn cô chú anh chị rất là nhiều chú ơi. Thì hôm nay thì con biết mấy cái kỳ trước đó mà mình quay quay lên rồi mình đố nhau mấy cái con vật mà trùng tên này kia đó, là nhiều người khen con thông minh lắm á. Rồi còn hôm đó chị con trợ giúp thêm con nữa. Con cần cần có sự trợ giúp, nhưng mà hôm nay thì là chú cũng có cái ý định này, chú có cái ý định này là chú muốn thứ nhất là mình cùng làm một cái đoạn chơi chữ cho nó vui, để cho các cô chú và các anh chị xem cho nó vui, và bên cạnh đó nữa thì cũng muốn thử coi cái trí trí thông minh của con nó có còn nhanh nhạy hay Chơi không. chữ như thế nào anh chú? Chơi chữ ví dụ như là chú ở nhà thì chú có suy nghĩ là chú tính là mình lấy một cái chữ gì đó để mình làm cái chủ đề ấy con. Ví dụ như là chẳng hạn như là cái chữ chú chào con, thì trong đó nó đều ba chữ cờ hết đó con. Ví dụ chú chào con đó, chẳng hạn là như vậy. Bây giờ coi như là câu đó đó, là câu đó là câu của chú chào con. Rồi bây giờ con phải đáp À, lại đúng đúng rồi, chú bằng chữ chữ C luôn đúng hả? rồi, cũng chữ cờ luôn. Chú chào con chào chú. Nếu mà làm tới lui vậy chắc là tới sáng luôn quá. Chú chào con này, con chào chú. Chú chào con á. Con chào chú. Chú có chuối chiên. Chú cho con. Chú có chuối chiên, chú con chuối chú có. Quên, phải là chuối chiên chứ không phải chuối chú có đâu, mà chuối nói chuối chú có sợ người ta hiểu cái nghĩa khác. Chuối chiên chú có, chú chẳng cho. Con nói con may là con nói còn nói là chưa chuối chiên nha, chứ không có chữ chữ chiên đó là không được. Đúng rồi, chú có chuối chiên chú cho con. Chú chẳng cho con sao kỳ vậy chú, sao chú không cho con? thì
thì chữ thì chú nói vậy đó, chú có chuối chiên chú chặn cho. chú chẳng cho con, chú coi chừng con chôm. Chưa gì mà có tư tưởng chôm này chị. Chưa gì mà có cái tư tưởng là chôm chuối. Thèm quá, không không dành được. Dạ không dành được thì chị chôm phải không? Con nói lại coi. Chú chẳng cho con, chú chiên, chú coi chừng con chôm. Con chôm chú chém Thôi rồi chú đòi chém con. thì nói chữ cờ không thì phải nói chú phải nói vậy chứ, con chôm của chú chém. Chú cảnh cáo con chôm của chú cho con cùi chỏ. Dạ ai biểu chôm vậy. Chú cho con cùi chỏ hả? Chú cố chấp, con cam chịu. Chuyện chút chiếu Chút xíu. cõng con. Chú cao có, con Trời sao nó dài quá vậy. Nói chung là cái sự nhanh nhạy của con có. Thì con dám bằng chú đố con bằng cái chữ khác không? chuyện khác nữa hay chút Ví dụ như tên của con hoặc là tên của chú á. Ví dụ mấy như con là Mỹ, chú là chú Tuấn, ví dụ như vậy đó, dạ thì con dám dám không? mới chơi chữ C xong mất máu quá giờ. Giờ tới chữ M hả chú? À, giờ tới chữ Mỹ nha. Chữ M là Mỹ là tên con hả chú? Đúng đúng rồi. Là nguyên câu là chữ nào cũng M luôn Đúng hả rồi, chú? nguyên câu chữ nào cũng mờ. Ví dụ như bây giờ là chú thấy con là mắc một mí rồi đó, là chú nói là Mỹ mắc một mí. Là ba chữ mờ đó, Dạ. à bốn chữ mờ đó, Mỹ mắc một mí. Vậy con phải chú nói xấu con là con phải nói tốt lại cho con hay sao chú? Thì nếu mà con cảm thấy con nói tốt được cho con thì con nói, mà bằng chữ mờ là được rồi, được thôi. Chú chê con mắc một mí Phải anh chỉ mắc một mí thì kể kể cả là không phải mắc một mí người ta cũng phải nói cho nó xấu lên chứ. Mỹ mắc một mí. không có đâu nha chú, Mỹ mắt mơ màng. Khen dữ hay tự khen mình dữ. Con phải phản biện lên chứ chú. Mỹ mặt mâm. Mỹ mặt mặt mâm á. Mỹ mặt mộc, Mỹ Ôi trời trời. mèo. Tự tin hết sức không? Con không có tự khen rồi tại vì con phải phản biện lại chứ Để chú tả trên khuôn mặt của con cho hết nha. nữa hay chú. Mỹ má mốc. Má Mỹ mốc. Má Mỹ móc hả? Mốc còn có chữ meo nữa chứ. Trời. Má Mỹ mốc meo. Đúng rồi, ba chữ M đúng không chị? Bốn chữ M. Má Mỹ mốc meo được bốn chữ M rồi. Rửa Má Mỹ mốc meo rồi, không biết sao mốc Ngủ nó chạy không rửa mặt rồi. Không không đâu. Má Mỹ mịn meo. Cũng có lý à, mà có vẻ như là chữ M nó hơi dễ à. À, hả chị? Mỹ mong manh. Mỹ mập mạp. Bây giờ tả qua cái tướng của con rồi đó.
Mí mập mạp. mong manh hay mập mạp chứ? Cũng không biết, thôi bây giờ cứ tả từ từ đi, tả rồi hồi cho nó tả đẹp đẹp trước đi, Mỹ mong manh đi. Mỹ đâu có mong manh đâu chú. Mỏng manh ha, thì Mỹ mỏng manh nha, người nhỏ nhỏ ha, vậy chắc khoái rồi. Vậy nói được câu Mỹ mỏng manh là chắc khoái rồi. Mỹ mạnh mẽ. À, mạnh mẽ hả? Dạ. Có mạnh mẽ không? Mơn mởn. Trời trời trời. Bệnh suy thận có mưng mởn nữa chị. Mỹ mập mạp. Mập mạp mới có chứ mưng mạng mưng mởn gì. Mỹ mập mạp. Vì, hay là mê muội, hay là Mỹ mê muội đi, Mê muội hả chú? vừa mập mạp vừa mê muội luôn. Dễ gì mê muội chứ. Thì miễn miễn sao có chữ mờ được rồi. Đâu có mê muội. Mê muội này khó à. Không đâu nha chú. Không có thì mê muội nha chú. Minh mẫn. Mỹ minh mẫn. minh mẫn thôi, tạm thời trước mắt thì cũng đang còn minh mẫn đó, nhưng mà về hy vọng là con còn minh mẫn nha. Để tả thêm về Mỹ, Mỹ môi mỏng mà móm. Đúng chỉ chữ mờ không đó, vừa môi mỏng mà môi mỏng tương lai nó sẽ móm à. Mỹ môi mỏng mà móm. Đâu có mỏng. Vậy chứ làm sao, vậy không mỏng thì làm sao? Mỏng. Mỹ môi mỏng. Ừ. Mỹ môi mỏng. Chứ chơi con mắm hả chú? Vừa mỏng vừa móm. Mỹ môi mỏng. Môi mỏng mà mỉm Rồi mụn mỉm, biết tuổi này tuổi tuổi nào mà mụn mỉm luôn. Dạ. chưa đưa nhan sắc con lên tầm vũ trụ rồi chú. Để coi Mỹ mũi méo. Mỹ mũi méo. Mỗi con đâu có mèo chú. Đó, thấy chưa? Hồi nhỏ lì bị tán méo. Chữ này khó quá chú. À, cũng vui á, nói chung là chữ chữ M, chữ M để coi còn không ta, chỉ nghĩ có còn cái gì không. À, mỏng manh, Mỹ mỏng manh rồi. À, má 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 móc, má Mỹ móc rồi. Thì mắt thì gì bột mí rồi. Mũi méo rồi còn gì nữa. Dạ nói chung là hết rồi đó, Chú hết ơi, hết hết tả rồi luôn rồi đó. hết hết tả rồi. Không còn gì để tả nữa. Con còn muốn chơi không? Chơi nữa hả chú? Để chơi nữa. Hồi nãy chú nói chưa chưa chú nói về nhan sắc của con, bây giờ con nói là chú nha chú. Ôi trời. Để con trả thù chú chứ. Ừ thì con muốn nói, con muốn muốn nói nhưng mà chú thì thường chú thấy là chữ Tuấn thì thường là đẹp đẽ hết đó, chứ không có cái gì mà để mà xấu hết đó. Ví dụ như là để coi, Tuấn thích tiền này kia đó, toàn là cái đẹp không à, thì thích thể thao này kia không à, chứ có gì đâu, đâu có gì đâu mà xấu, đâu có chuyện gì xấu đâu. Chưa chắc gì chú. Muốn nói xấu cũng khó nữa. Vậy khó lắm, khó trả thù chú lắm. Con sẽ bắt đầu nói xấu chú. Tuấn thích thể thao thôi. Tuấn đâu có thích thể thao chứ. Tuấn thích trèo tường. Mắt mới trèo tường bà. Mắt mới trèo tường. Chú trèo tường thăm thảo. Làm như giống như dưỡng. Chú thích thể thao, chú thích thể thao chứ làm gì trèo tường. Túng thì thật thà nè,
thương trẻ tàn tật nè, nói chung là chú toàn cái tốt cái đẹp không, chứ làm gì mà nói như con tệ quá. Chú đâu có rảnh. Chú đâu có rảnh thôi chứ sao thường. Chú thương trẻ tàn tật hả chú? Ừ, đúng rồi chú. Chú thật thà không? Chú thật thà thương trẻ tàn tật. Đó. Chú ở Tuấn. À đúng rồi, phải Tuấn mới được chứ. Tuấn thích tài tiếng. Trời trời. Còn nữa chú? Hồi nãy chú nói tính tình sao, thật thà. Đúng rồi, thật thà, thích trẻ thơ, trẻ tàn tật. Tuấn thích tài tiếng. À, tính tình. Con nói là cho không giận con nghe chú. Miễn là con thấy hả giả con được rồi, con vừa bụng con được rồi. Tuấn thích tai tiếng, tính tình tác tệ. Tác tệ là cái gì? Là xấu lên chú. Sao con nói tồi tệ chứ rồi tác tệ. Con nói chữ nữa. Chơi chữ mà chú. Con nói vậy thì chú hơi khác về cái tính cách và bản chất của chú rồi. Tuấn thì tài trí, thông thạo tiếng Tây nha, tiếng ta, nói chung là tiếng Tây tiếng ta đó. Dữ luôn. Tuấn tài trí, thích thể thao nè, thông thạo tiếng Tây tiếng ta luôn. Nói chung trong tương lai đó là vậy đó. Chứ giờ chưa hết chú. Đó, trong tương lai thì chú sẽ thông thạo tiếng Tây. Nói chung là chú trả lời con á là Tuấn tài trí, thông thạo tiếng Tây tiếng ta luôn. Tiếng ta thì Tuấn tay tả. Trời trời. Còn tiếng Tây thì Tuấn te tua. Tiếng mà cũng có te tua nữa trời. Te tua thay thảm. Chú hết từ để chú nói tốt về chú rồi chú. Không có đâu, còn đó. Tuấn thích táo tàu đó con. Ủa cái này khó nha. Tuấn thích táo tàu. Nói chung là Tuấn thì tinh tế lắm con. Nói Tuấn tinh tế, thích táo tàu. Tinh tế. Con đừng nói là Tuấn thèm thịt trâu nha con. Chú nhắc con đấy nha. Không cũng tốt mà con, đâu thèm thịt trâu đâu có gì đâu. Tuấn thèm thịt trâu hả chú? Ừ. Tuấn thịt trâu thúi. Chưa hát chú sao tệ quá vậy con. Chưa muốn ăn nữa đem thịt trâu thúi. Chỉ thấy vô lý không. Chưa hát. Tại sao con nói Tuấn thịt trâu thơm tho đi con, sao thịt trâu thúi. Này nói sao chú mà Tuấn thích thịt trâu thúi thâm thẩm. Thôi tới đó thôi. Quá đáng. Bởi giờ chị thấy không, xuống đây vừa là thăm hỏi vừa là còn trao tiền này kia đó, sao con không nói là Tuấn trao tiền đi con. Dạ, thì bởi vậy nói Tuấn thích trao tiền này kia đi, đường này con thích gì mà thích thịt thúi. để con nói tốt gì chú. Tuấn tâm tốt. Ồ. Thích trao tiền. Cái này thì đúng à. Cái này thì đúng là tôi có trao luôn nè. Đó, vừa tiền Tây vừa tiền ta nè, đó. À, đây nè. Nó cầm đấy con. Cái này rồi, đó thưởng. Thôi rồi, chừng đó thì chú cười chảy nước mắt luôn rồi. Dạ. Thôi vậy chú cũng còn phải đi công việc nữa thì vô đây
thăm hỏi gia đình với tạo cái cho con có cái không khí cho nó vui. Lâu dạ. lâu nay thì chú cũng bận công việc, thì nay thì có ba mạnh thường quân có dạ. trao cho con là số tiền tổng số tiền là 9.600.000 đồng. Dạ. Ừ. Trong đó thì có 200 đô với dạ. 5 triệu đồng. Ừ. Dạ. Chú xin đọc tên của Mạnh Thường Quân mà đã gửi tiền cho con đó. Dạ. Là anh Hiền ở Úc 4 triệu đồng. Dạ. Ừ. Rồi anh Tiến 1 triệu. Dạ. Rồi anh An Riêu Nguyễn 200 đô. Dạ. Thì tổng số tiền là khoảng 9 triệu 6. Dạ. À, bên cạnh đó thì có một người nữa là chú chưa xác nhận. Thì dạ. có nghĩa là hôm trước chú ghi vô sổ là anh Trung Lưu ở Mỹ. Dạ. Nhưng mà chú chưa có xác nhận cái số tiền đó đã đến hay chưa. Dạ. Và trong cái trường hợp này thì chú cũng có gặp một số trường hợp rằng là ví dụ như anh Trung Lưu nói gửi cho chú. Nhưng dạ. sau đó lại nhờ người khác gửi và lại cái tiền đó lại đứng tên của cái người đi gửi. Và dạ. sau đó thì anh Trung Lưu lại chưa có gọi tới để xác nhận rằng cái số tiền đó đã gửi hay chưa, đã đến hay chưa. Dạ. Vì lẽ đó mà chú chưa có xác nhận được cái tiền của chú Trung Lưu là đã tới hay chưa. Rồi dạ. qua cái clip này á, nếu mà chú Trung Lưu, anh Trung Lưu mà có xem được thì hãy liên lạc với Tuấn Vĩ để mà xác nhận cái tiền của anh Trung Lưu đã gửi chưa hoặc là đã tới chưa. À, rồi dạ. sau đó thì nếu chú xác nhận được thì chú sẽ trao cho con kỳ sau ha. Dạ. Nhưng mà đừng có nói chú thích thịt thúi này kia nữa nha, nhà con tội nghiệp chú nha. Dạ. À, kính thưa quý vị thân mến, khi ra về thì mẹ của bé Mỹ có kêu Tuấn Vĩ lại và nói thêm về một cái vấn đề. Mà cái vấn đề này thì nó cũng hơi tế nhị một chút, nhưng mà dù sao thì mình cũng phải có lời cảm ơn trước cộng đồng thì nó theo Tuấn Vĩ nghĩ là nó hợp lý hơn. Thì theo như Tuấn Vĩ nắm được á, thì là có một mạnh thường quân ở nước ngoài cũng có muốn cho một số tiền lớn, và bên cạnh đó thì cũng có gửi quà về cho gia đình. Và sau khi gia đình hội ý thì gia đình không có muốn nhận cái số tiền lớn đó, và đương nhiên cái sự quan tâm gửi quà thì gia đình nhận để cho Mạnh Thường Quân đó vui. Thì Tuấn Vĩ nghe thì cũng rất là xúc động vì Diễm Mỹ nhận được cái sự yêu thương của rất là nhiều Mạnh Thường Quân. Bên cạnh đó thì có một Mạnh Thường Quân mà chúng ta vừa nghe Tuấn Vĩ tâm sự trên. Thì giờ đây chắc là phải nhờ đến chủ nhân nói rõ thêm cái về cái vấn đề này, và muốn gửi lời cảm ơn tới Mạnh Thường Quân đó. Và Tuấn Vĩ cũng xin phép được giấu tên của Mạnh Thường Quân. Chỉ có thể cho bà con cộng đồng biết được cái nhường cái số tiền đó lại cho những cái mảnh đời khó khăn khác. Dạ. Kính thưa Mạnh Thường Quân, gia đình tôi thì trước hết là rất là cảm ơn sau khi nhận được một số tiền để trị bệnh cho con là đi ghép thận đó, thì theo bác sĩ dự định đó là khoảng 500 triệu, mà bây giờ thì gia đình cũng nhận đủ, thành ra cũng tạm ổn. Cho nên tôi cũng muốn còn những mảnh đời bất hạnh, bệnh tật rất là nhiều, nên tôi muốn nhường cái phần tiền của Mạnh Thường Quân mà quan tâm tới gia đình tôi á, thì tôi xin nhường lại để cho những mảnh đời khác cùng chung hưởng cái phước của quý vị. Tại vì tôi cũng rất là ngại, tại vì mình nhận được cái số tiền đó cũng vừa đủ thôi để lo cho bệnh tật thì nó vừa rồi, mà xin quý vị cũng quan hỷ cho gia đình yeah. để nhường lại cho người khác
cũng hiểu cho gia đình và thông cảm. À, thật ra thì sau khi em nghe kể câu chuyện và em thấy được cái lời phát biểu của chị thì em rất là tán thành và rất là hoan nghênh, và đặc biệt nữa là rất là trân trọng cái cách sống của gia đình là biết đủ và từ chối nhận tiền thêm. Thì cái điều đó khiến cho em thấy là cũng không phải ai cũng làm được điều đó, và cũng không phải gia đình nào cũng có cái tư tưởng và cái ý thức đó. Nên là ngày hôm nay thì thứ nhất là em rất là vui mừng cho gia đình và đã biết đủ, có nghĩa là biết dừng lại với cái số tiền mà đủ cho một cái ca phẫu thuật ghép thận. Còn tuy nhiên, ví dụ như là sau đó nữa mà nếu nó có phát sinh hoặc là nó có cái gì đó nó phát sinh ra ngoài cái dự định thì khi đó mình có thể tính tiếp, và em cũng sẽ cố gắng đồng hành với gia đình mình. Còn trước mắt chị nói vậy thì em cũng xin được đăng lên để cho cộng đồng biết là để không cần phải gửi tiền cho bé Mỹ nữa. Trước mắt là chúng ta cũng yên tâm được một hoàn cảnh là đã đạt đến cái chỉ tiêu mà gia đình mong muốn. Có nghĩa là so với cái mức ban đầu thì đúng thật sự là có ông tiên hiện lên ha. Dạ. Thì nếu mà sau này có chuyện gì bất đắc dĩ xảy ra mà gia đình hết tiền thì cũng xin nhờ chú Vĩ, nhờ đến Mạnh Thường Quân. Còn nếu mà đủ rồi thì Mạnh Thường Quân cũng vui cho gia đình. Tôi cũng rất là cảm ơn. Khi mà cháu mà nó có phục hồi sức khỏe lại thì tôi sẽ cho chú Vĩ, hay chú Vĩ quay lên để cho Mạnh Thường Quân mừng gia đình. Còn Mỹ thì con muốn bày tỏ với chú đó thế nào, con nói vài lời để cho chú hiểu. Nói sức khỏe mẹ uống sữa đó, mẹ cũng có thêm được vài ký thì cảm ơn chú. Dạ, con có ba điều muốn nói với chú. Thứ nhất là thật sự con cảm ơn chú, cảm ơn sự quan tâm của chú. Chú gửi cho mẹ quà sữa rồi. Từ khi mà uống sữa rồi thấy mẹ với ba con khỏe rồi. À, chú xin cắt lời. Chú xin cắt lời là chú ở nước ngoài đúng không con? Dạ, nước ngoài. À, để rồi đôi khi người coi tưởng là chú Tuấn Vĩ. Bởi vì là đôi khi là chú, con đang nói chuyện, chú đang hỏi con đó, thì là sợ đôi khi nhiều người hiểu lầm là chú Tuấn Vĩ. Nhưng mà cái chú mà bé Diễm Mỹ vừa nói ra là chú đó ở nước ngoài con ha? Dạ, dạ. Còn lời thứ hai con xin nói là con xin lỗi chú. Con thành thật xin lỗi chú. Nếu như mà lời nói của con mà có làm cho chú buồn thì con xin lỗi chú rất là nhiều. Con không có cố ý là chê bai gì hết, tại vì đó là công sức mồ hôi của chú làm ra. Con có nói điều chi mà làm chú buồn thì con xin chú tha thứ cho con. Lời thứ ba con xin nói là con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Con cảm ơn. Ok con. Kính thưa quý vị, đó là những lời nói chân tình của gia đình. Nên là Tuấn Vĩ cũng thật sự là rất là xúc động khi mà các cô chú và các Mạnh Thường Quân và cộng đồng luôn yêu thương bé Mỹ trong thời gian qua. Thì đúc kết lại là kể từ ngày hôm nay thì gia đình không có nhận thêm tiền của Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, trừ khi sau này có phát sinh Tuấn Vĩ lên tiếng thì là một chuyện khác. Còn khi Tuấn Vĩ chưa lên tiếng thì kể từ ngày hôm nay là không còn nhận tiền của Mạnh Thường Quân nữa. Vậy chị ha. Chắc là em xin phép kết thúc video ha. Dạ chú kết thúc video nha con nha. Con xin cảm ơn mọi người và con xin cảm ơn chú Vĩ rất nhiều. Chúc con mọi việc thuận lợi. Thì con ghép thận nó thành công.
Còn đối với chú thì đối với chú Vĩ thì lâu lâu vô đây để thăm hỏi. Dạ. Vậy là có gì vui thì chú cháu mình trò chuyện. Đúng rồi, đúng rồi, có gì vui thì trò chuyện, biết đâu được nhiều người yêu thương con, rồi kể cả là con không có nhận tiền nữa thì chú vẫn vô thăm con. Dạ. Rồi vô rồi mình hát hò, rồi hoặc là mình kể chuyện vui giống như hồi nãy đó. Dạ. Ừ. Tới cái ngày mà được đi ghép thận, bà dạ. con anh chị em đồ xúm lại để đưa đón Mỹ lên xe đi ghép thận. Dạ. cái niềm mơ ước. Dạ. Rất là vui. Dạ. Mong ước được tới cái ngày đó. Dạ. Ok, vậy nha. Dạ. Chị nha. À, rồi chào tất cả quý vị các bạn thân thương đã xem trên kênh Tuấn Vĩ Kính Yêu Thương, và Tuấn Vĩ xin được kết thúc video tại đây. Một lần nữa Tuấn Vĩ xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị luôn đồng hành và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt như hoàn cảnh của bé Diệm Mỹ đây, thì là đạt được cái nguyện vọng. Và như Tuấn Vĩ nói hồi nãy đó, là đúng thực sự là trên đời này còn có ông tiên thật hiện hữu để cho đạt được cái điều ước của gia đình, đạt được cái điều ước khi mà một người đã không còn có khả năng để mà vươn lên, thì đã có ông tiên hiện lên để mà giúp đỡ cho gia đình. Và ông tiên đó là rất là nhiều ông tiên trên đời này. Ông tiên đó là tất cả các mạnh thường quân. Yeah. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị.